Nè, Kitty bé nhỏ, nhóc có biết ta để chìa khóa xe ở đâu hay không? Không, tiến sĩ ơi. Ôi trời ơi, sao ta không nhớ gì hết vậy? Chờ một chút nha. Thật ra thì câu hỏi thật sự là tại sao ngay từ đầu chúng ta lại quên mọi thứ như vậy chứ? Này các bạn, ta chắc chắn cũng giống như ta, tất cả chúng ta đều có xu hướng thỉnh thoảng quên đi một vài thứ. Vì vậy, trong tập ngày hôm nay, chúng ta hãy làm sắc nét bộ não của chúng ta và trả lời một câu hỏi khó quên. Đó là tại sao chúng ta lại quên tiếng vào nào? Này các bạn, hãy nhớ rằng bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của bạn thân nhất mà bạn đã tham dự năm ngoái, nhớ không? Tuyệt vời! Bây giờ hãy thử nhớ chiếc váy mà bạn đã mặc 5 ngày về trước. Ta chắc chắn rằng hầu hết các bạn có thể thấy khó khăn khi nhớ chiếc váy, và có lẽ là đã quên mất về nó. Nhưng mà tại sao? Tại sao chúng ta có xu hướng quên một số thứ dễ dàng như vậy? Để biết tại sao chúng ta lại quên, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về những ký ức của chúng ta là một phần của bộ não phức tạp và đa năng nha các bạn ơi. Khi bạn thực hiện một số hoạt động, ví dụ như đọc một cuốn sách mới, não của bạn sẽ hoạt động và chuyển đổi thông tin đó thành một tung năng lượng điện truyền qua mạng lưới các neuron đến vùng nhớ ngắn hạn, nơi nó được lưu trữ ở trong một vài phút. Đó, nếu bộ não của bạn nghĩ rằng một số thông tin nhất định đã đủ quan trọng, nó sẽ chuyển dữ liệu sang bộ nhớ dài hạn thông qua vùng hải mã, một phần quan trọng của bộ não xử lý ký ức. Và cuối cùng, hải mã sau đó di chuyển dữ liệu này qua các khu vực khác nhau của vỏ não để lưu trữ vĩnh viễn, để chúng ta nhớ được lâu dài hơn, và những thông tin này khó có thể quên được. Bây giờ chúng ta biết làm thế nào mà chúng ta nhớ mọi thứ rồi chứ. Nhưng mà câu hỏi quan trọng là đợi đã, câu hỏi là gì nhỉ? Phải rồi, tại sao chúng ta quên mọi thứ? Chà, đó là vì chúng ta không cần phải duy trì mọi thứ trong não. Phải, các bạn ơi, bộ nhớ ngắn hạn có khả năng khá hạn chế. Nó có thể chứa khoảng 7 vật phẩm, không quá 20 hoặc là 30 giây một lần. Vì vậy, bất cứ thông tin nào mà bộ não của chúng ta nhận thấy ít quan trọng hơn đều bị xóa khỏi hệ thống của nó. Nhớ nha bạn ơi, việc thỉnh thoảng quên mọi thứ là điều hoàn toàn bình thường, giống như tên của người bạn vừa gặp hoặc là nơi bạn để điện thoại vừa lúc nãy. Ha ha ha, và tất nhiên, mọi người đều đã từng quên một câu trả lời trong một bài kiểm tra. Ngoài ra, việc quên mọi thứ khi chúng ta già đi là bình thường thôi. Nhưng nếu bạn thấy thỉnh thoảng mình thường quên mọi thứ, thì có một vài bước bạn có thể thực hiện để giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh và lưu giữ những ký ức của bạn lâu hơn. Chỉ cần cố gắng duy trì hoạt động thể chất bằng cách tập thể dục hoặc là chơi. Ngoài ra, đừng quên ăn thực phẩm lành mạnh, vì não của bạn cần các chất dinh dưỡng phù hợp để tiếp tục hoạt động hiệu quả. Và cuối cùng, hãy cho tâm trí của bạn một buổi tập luyện tốt bằng cách giải các câu đố, học các ngôn ngữ mới và đưa nó đến những thách thức mới để giữ cho ký ức của bạn nguyên vẹn cho đến vô tận và hơn thế nữa. Bạn có biết một số vấn đề bộ nhớ có thể rất là nghiêm trọng không? Phải, chẳng hạn như khi một người mắc bệnh Alzheimer. Trong bệnh này, ký ức tích tụ và các tế bào thần kinh ngừng hoạt động, dẫn đến mất trí nhớ. Ngoài ra, các lý do khác, chẳng hạn như căng thẳng mãn tính, trầm cảm, cô lập cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ những ký ức ngắn hạn của chúng ta. Hy vọng các bạn thích tập ngày hôm nay. Tiến sĩ Binos hẹn gặp lại lần sau nha. Ta từ đó là gì nhỉ? Ta đi đây. Phải rồi, ta lại quên mất. Đừng bận tâm nha.